Với anh Dược Sĩ Tiến, khi mà anh làm chung một người cộng tác với Hương Giang, nhưng mà trong cái show này thì mọi người để ý là ngay từ cái show họp báo thì đến cái show chung kết thì Hương Giang đều đi trễ hoặc là xuất hiện rất là muộn, rất là lâu. Thì không biết là trong suốt quá trình quay có như vậy không, là anh là một người làm việc nhiều với Hương Giang thì anh thấy như thế nào ạ? 3 ngày chạy chương trình của chung kết là 3 ngày anh đau lòng nhất, bởi vì Hương Giang không ăn không nghỉ, vô từ sáng và chạy chương trình tới tối. Đêm chung kết thành công, người có công là Hương Giang. Anh chỉ bỏ tiền thôi, anh chả làm gì cả. Anh chỉ vô đi nhõng xong đi về. Hương Giang là mất ăn mất ngủ, và cả hai anh em trước khi bước ra cái màn chào đầu tiên của đêm chung kết đó là đều rất run. Không phải run vì cái phần trình diễn của mình đâu, mà run vì cái buổi trực tiếp này nó có suôn sẻ như là mình tập hay không. Và rất may nha, là nó tốt hơn lúc tập. Chứ còn anh đi coi mấy bạn này tập 3 ngày đầu, anh về anh bị xì chết, anh không ngủ được luôn, nó chết rồi. Cái chương trình mà tập như vậy mà lên cái bữa chung kết chung tiếp mà nói như vậy là thấy bà của nội rồi, không được. Thì anh thấy được rằng là anh hạnh phúc và may mắn khi được làm việc cùng với Hương Giang. Và cái đêm chung kết Hương Giang không có đi trễ đâu. Hương Giang là người đi sớm nhất ấy. Nhưng mà chẳng qua là cái khoảnh khắc mà các bạn bắt được là khúc đó gì, chuẩn bị tới lên sóng rồi, Hương Giang chạy gập kêu bắt đầu phải lên sóng. Bởi vì hôm đó các bạn biết là có sự cố cho nên là sóng bị lên trễ hơn so với dự kiến. Thì lúc này Hương Giang là phải là cái người chạy lăn xăng khắp nơi để chỉ đạo làm sao phải lên được. Và bây giờ không chờ nữa, phải lên luôn bởi vì quá trễ rồi. Đó thì anh khẳng định là cái hôm chung kết thì Hương Giang không có đi trễ đâu. Còn cái hôm đầu tiên của họp báo thì anh cũng giải thích luôn là như vậy nè. Bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm còn cái mùa dịch, cho nên là tất cả mọi thứ mình làm đều phải tuân thủ theo cái quy định phòng chống dịch. Mà một trong những quy định phòng chống dịch đó là phải test cho tất cả các khách mời. Thì lúc đó mọi người mới ước tính là với 100 khách mời đó thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên là mời họp báo 1 giờ thì phải tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ gì đấy, anh không nhớ chính xác con số, mới có thể họp báo được, bởi vì chúng ta phải hoàn thành thủ tục test. Thì đó là lý do tại sao mà Hương Giang canh giờ để đi sát với cái giờ là gần tới lúc họp báo bắt đầu mới vào, chứ không phải là Hương Giang đi trễ. Còn tất cả các anh chị phóng viên và khách mời có cảm giác là phải chờ lâu là bởi vì sao? Bởi vì họ chờ cái thời gian mà chúng tôi phải làm test cho. Thí dụ họ là cái người vào sớm đầu tiên, họ test xong họ vô họ chờ, thì họ phải chờ 150 người còn lại đang xếp hàng phía sau phải test xong thì chương trình mới bắt đầu được. Thì anh cũng giải thích luôn, đó là cái lý do. Còn lại tất cả mọi thứ ngoại trừ những cái vấn đề sức mẻ giữa hai anh em trong quá trình loại trừ thí sinh thôi, thì anh nghĩ Hương Giang là một người tuyệt vời.